Các đơn vị công an cả trong và ngoài tỉnh đã chủ động bố trí lực lượng, tăng cường bám sát trên các tuyến phố trọng điểm của thành phố Điện Biên, siết chặt việc phân làn phân luồng tại các tuyến phố dẫn vào trung tâm tỉnh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng bố trí các chốt thường trực 24/24. Lượng phương tiện tham gia giao thông vào thành phố Điện Biên Phủ rất là đông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã căng mình ra để đảm bảo trật tự an toàn giao thông để nhằm phục vụ cái kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ làm sao để thành công và tốt đẹp. Bố trí vào các cái lực lượng để đảm bảo cho trật tự an toàn giao thông rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Thật chú đáo và nhận thật để an tâm cho những tất cả khách du lịch trong nước và là các cái đơn vị các nơi khi đã đến tham quan. Về công tác kiểm tra an ninh, các cán bộ an ninh thuộc phòng 7K01 được ban tổ chức giao nhiệm vụ tăng cường lên Điện Biên để đảm bảo an toàn cao nhất cho buổi lễ. Lễ kỷ niệm này chúng tôi đã chuẩn bị xong và tất cả đã sẵn sàng cho buổi lễ và kết thúc là sẽ là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi lễ và giải quyết cho nhân dân ra vào theo đúng phù hiệu. Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, nên tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được đảm bảo ổn định. Đây là tiền đề để Công an Điện Biên bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tạo ấn tượng văn minh, an toàn trong lòng du khách thập phương khi đến với Điện Biên.